Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá bán của Seabed Demon X125 chính hãng đã được công bố. Giá bán của chiếc Seabed Demon X125 2008 hàng chính hãng đã được chính thức Seabed Racing Việt Nam công bố vào sáng nay. Theo đó, cái dòng xe này bất ngờ được công bố trên cái fanpage và cái trang web chính hãng với mức giá niêm yết là 40 triệu đồng, đã bao gồm là VT, chưa phí trước bạ và ra biển số. Seabed Demon X có 4 phiên bản màu bao gồm vàng, đỏ, xanh rêu và đen. Theo Seabed Racing Việt Nam chia sẻ, sau cái mẫu Seabed Demon X, giá xe của 5 mẫu còn lại lần được sẽ được công bố bao gồm từ hôm nay, như là cái chiếc Seabed Demon 150 Gen, Legend 150S, Legend 200, Legend Gentleman 200, và mẫu xe được nhiều người mong đợi nhất là cái chiếc Seabed Demon 150 Xa có thể được công bố trong những ngày hôm sau. Và giá xe của chiếc Seabed Demon X125 2008 được niêm yết dừng ở mức là 40 triệu đồng, đã bao gồm là VT, chưa phí trước bạ và ra biển số. Cái dòng xe này thuộc cái dòng là BDBY, đó là cạnh tranh trực tiếp của chiếc Honda MX 125, Bentley TNT 125 và Kawasaki Z125 Pro, trang bị hệ thống đèn full LED trước và sau. Cái Demon X còn được trang bị động cơ là con tự động. Theo hãng chia sẻ, con tự động phù hợp hơn cho các bạn trẻ mới làm quen với xe và thuận tiện đi lại trong thành phố, rảnh tay hơn so với xe còn tay. Xe có hai cái ống xả cặp dưới yên sau, tăng thêm cái độ hầm hố cho cái mẫu xe này. Thiết kế đèn đuôi chào chuốt và bắt cách hơn. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Seabed Demon X 125 2008. Cái động cơ 125cc 4 kỳ 4 số với tỷ số nén 9.2:1, làm mát bằng gió, đèn trước và sau là LED, thắng trước và sau là đĩa, phuộc trước upside down, phuộc sau square S, lớp trước ILC 120/70/12, lớp sau ILC 120/70/12, kích thước rộng nhân dài nhân cao lực 800 x 1780 x 1033 mm, chiều cao yên 770 mm, trọng lượng 105 kg, dung tích bình xăng 65 lít. Và giá của chiếc Seabed Demon X 125 2008 được hãng Seabed Racing Nam niêm yết dừng ở mức giá là 40 triệu đồng. Theo chúng tôi đánh giá, đây là mức giá rất hấp dẫn cho cái mẫu minibike với cái sedan 125cc với nhiều trang bị đáng giá như phanh đĩa trước và sau, phuộc trước dạng upside down, hệ thống đèn LED rất hiện đại, đặc biệt là đèn định vị chữ X đặc trưng khi đi ban đêm. Ưu điểm phải đáng kể nhất của cái chiếc Demon X là thiết kế hình rất là góc cạnh, là cực kỳ đẹp mắt. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi, kế tiếp nhớ like, share, subscribe.